này dễ đây. Đây, cá chạp chiên giòn. Đây, bánh canh nữa đây. Bánh canh cua. Chuột nướng lu. Chuột nướng lu đây. Chuột nướng lu đây. Đây là cái gì? Ớt con nghệ. Ớt con nghệ. Hai giờ mấy thì mình vô cái đây. Không biết khu du lịch này có trả tiền caramel nữa không. Quảng cáo quá trời nữa rồi. Đó. Gắp miếng chuột đồng coi. Quay rồi ăn thử chuột đồng coi ngon coi cho cảm nghĩ rồi. Không, bây giờ bóc miếng cái cảm nghĩ đó. Cảm nghĩ rồi bà thím. Ăn cái này chuột đồng mày chấm gì vậy? Dạ chấm ớt chanh trên bàn chị. Chấm ớt được không? Dạ được, muốn thích chấm gì chấm. Chanh ngon hơn á. Muối ớt cho anh thì ngon hơn. Chấm hai thứ luôn coi. Mình ngon ngon chuột quá. Đó là chuột chuột nướng vậy là chấm nước muối, muối ớt mới ngon. Cái gì chịu nổi. Vậy là cảm nghĩ đó là mấy bạn biết rồi đó. Nè, có đó ai không? Có thiếu muỗng gì muỗng mấy nhóc chân nè. Chị trả có muỗng không được. Đúng rồi, đúng bà luôn, cái chạch này không mổ bụng là ngon. Đưa ba mà cái muỗng có ăn gì không? Không, không cái chạch này mổ bụng đúng không? Đúng, mổ bụng là... Mổ bụng ngon á. Mổ bụng đâu có ăn gì muỗng. Cái chạch này mổ bụng là mới ngon. Mổ bụng là hết ngon rồi. Đây, bây giờ có người canh tâm với tôi nè. Ai canh tâm nó đang quay mà. Cái này là bắt đây cua đó vợ. Ừ. Ừ. Nó cũng cười đó.